trình thế giới thì quý vị coi đài tin tức của Trần Nhật Phong hay là những cái đài của Mỹ á, thì quý vị sẽ hiểu rõ cái cập nhật tin tức còn kiệt, kiệt, nói một cái đường trường dài và nói cái, cái chuyện sẽ xảy ra lâu dài cho nên năm 2018 á, những gì Kiệt nói Đài Loan sẽ tuyên bố độc lập thì hôm nay quý vị thấy thời đó đâu có ai dám nói câu đó năm bảy năm trước mà Trung Cộng chia năm sẽ bảy thì cái đó chưa xảy ra Kim dân Nguỵn, tức là mập ở Bắc Hàn á, nó sẽ bị dân lôi đầu xuống. Bây giờ chưa xảy ra, cũng thấy gần giống rồi, hai cái đó là chưa ấy. Nhưng mà những cái nạn tai, những cái Covid, và những cái thiên tai địa chấn trên thế giới này, rồi thêm khủng hoảng tài chánh nữa, thì kiệt điều nói trúng hết. Hôm nay ông Trump bị FBI vô hạch tội kiểu đó là gì? Khi mà ông Trump lên, thì những cái ác, giống như những cái đầm lầy ổng sẽ đắt sạch hết cả con tép nhỏ xíu cũng không có thoát nữa đó thì hôm nay nó một mất một còn nó xài lực rừng đó cho nên cái đầm lầy này cá lòng tông cũng không xảy qua nổi với cái đảng cộng hòa khi mà nắm lại chính quyền thì quý vị nhìn thấy cái cơ vận nó đi như vậy thì kiệt đã nói hoàn toàn trúng cơ vận mà mình nói như vậy là quá rồi quý vị biết không chứ hồi xưa thầy nói với kìa đó, sư phụ đó. trên thế gian này giàu cho nọt hay vào venga hay những nhà tiên tri lỗi lạc trên thế giới cũng không a à, không ai nói chúng một phần trăm hết tám chín phần trăm là dữ lắm rồi là vì cơ vận thượng đế và chư phật không có ai muốn mình chết nhiều hết họ chết nhiều là có tan tác cho nên cơ vận có lúc đi chậm là gì <laughs> cha thương mình cha <laughs> cha lèo lách để cho làm sao mục đích thì vẫn đi đúng là à, à, toàn thế giới cùng một một lúc phải ăn khớp với nhau nhưng à, nhân loại phải chết cái sự càng ít thì càng tốt chứ còn nếu mà đại hồng thủy hay là một cái bom nguyên tử mà quỷ diệt lẹ thì đó là quá dễ cái sự xây dựng lại thành phố hay xây dựng lại một cái xã hội, một cái nhân cách con người á nó rất là lâu. Hôm nay mình có biết bao nhiêu những thành phố lớn New York, LA, Los Angeles hay là New York rồi Sài Gòn, Hà Nội đều cũng đẹp. Singapore mà bây giờ cái trái đất này bị lũ lụt đại hồng thủy lớn hay là chiến tranh bom nguyên tử thì thì lúc đó nhân loại sẽ đi trở về thời xưa nữa hay sao? không có, mình vẫn tiếp tục cái thời văn minh. iPhone 13 nó sẽ thành iPhone 20 nhưng mà mình sẽ tiếp cận với người ngoài hành tinh đó. Nhưng cái lòng từ bi và cái lòng hòa đồng nhân ái của toàn cõi địa cầu này tất cả các nguyên thủ quốc gia sau này á chỉ có dùng tình người để mà đối xử nhau chứ không phải dùng sức mạnh hay là vũ khí mà đối xử với nhau nữa. Thì cái thế giới này gọi là cái thế giới đại đồng cùng một tiếng nói và lúc đó những cái mục đích của thượng đế và của chư phật của việt là về phần tâm linh để cho mình biết là mình đang sống 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 pha leo sống rất là cận với các cả các thần linh xung quanh mình tất cả các ngài đều gia hộ chúng ta nha nhưng mà hiện giờ có bao nhiêu người hiểu được cái này nhưng mà sau này tất cả mọi người sẽ hiểu khi cái màn này kết thúc đó là kiệt biết như vậy